Chờ bảo Linh em nhá. Chào Huy nhá. Huy đi học. Huy đi học online hay là học offline hả em? Chắc là đang đợt này chắc vẫn đang online rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một số các cái dạng bài hoán vị tổ hợp chỉnh hợp. Đấy, bài hôm nay sẽ đơn giản như thế thôi. Đó. Thì các em nào mà đã vào rồi thì giúp cho thầy xin một cái like nhá, một share nha các em. Và tag bạn bè vào cho các em nhá. Đó, like, share, tag bạn bè giúp thầy nhá. Thì chúng ta chuẩn bị vào bài. Chào Trần Nhi nhá, chào Văn Quyền nhá, chào Minh Trang, chào Khánh Duy nhá, chào Quỳnh Anh nhá, chào Việt Anh. Chờ em lấy máy tính à? Ok em, chào Quỳnh Hương nhá. Em đứng đây từ chiều à? Ok, thầy thầy ngồi đây từ tối hôm qua cơ. Chào Bích Vân nhá, ui lâu lắm rồi đây. Chào Hữu Danh nhá, chào Hạ An nha. Online cho thầy rồi em đi cày online ra online đây à? Sao từ chiều em còn học cả tối đấy? Chào Mỹ Thanh nha. Chào Quỳnh Anh nhá, thank you em, like cho thầy 5 lượt luôn. Em share thêm cho thầy 5 lượt nữa càng tốt nha em nha. Chào Bích Ngọc nhá, chào Hoàng Ninh. Chào Ngọc nha em nhá. Hôm nay mình sẽ học cái bài nó cũng khá đơn giản thôi, tại vì đây vẫn là cái phần đầu tiên, phần mở màn. Chưa phải là những cái phần gọi là siêu khủng siêu khó gì đấy cả. Ở đây đang là những cái bài toán cơ bản, nhưng mà tất cả các cái gì khó nó đều đi từ cơ bản lên, nó giống như kiểu đi bậc thang anh em. Đấy, muốn lên tầng cao phải đi qua tầng 1, chúng ta không bay lên tầng 2 được, chúng ta không phải siêu nhân, nó không bay lên tầng 2 được. Thì những cái bài ở đây là những cái bài nó sẽ là mức độ vừa phải để chúng ta có thể hiểu được về cái tổ hợp trình hợp hoán vị đó. Thì rồi sau đấy thì sau này sẽ có những cái bài khó hơn sau nhé em nhé. Chào Trọng Quỳnh nhá, đang học thêm xíu à? Ok em, nhanh học nhanh rồi vào chém gió với thầy vui, vừa học vừa chém gió. Cơ bản em cũng không làm được á? Thế thì tại vì em chưa học thôi, học thì mấy ô cơ bản sẽ làm được thôi. Ok nhá, chúng ta sẽ bắt đầu vào vào cái bài hôm nay nhá, bây giờ chúng ta sẽ vào bài nhá em nhá. Đó. Bạn nào mà xem thì nhớ là gì tương tác với thầy nhiều nhá. Còn mình đã bảo nhá, cứ cho nó vui vẻ. Thế ở đây hôm nay chúng ta sẽ học từ cái dạng số 2 là dạng bài toán chọn số. Bài toán chọn số này là một là những cái bài toán rất là kinh điển, tức là gần như em đi học tổ hợp xác suất chỗ nào em cũng sẽ gặp phải. Đấy, chỗ nào em phải sẽ phải gặp phải luôn. Thì cái dạng này là cái dạng mà nó có thể cho vô vàn cách nhá, tức là rất rất nhiều số, rất rất là nhiều cách cho. Thế nên là chúng ta phải làm nhiều thì chúng ta mới thạo được. Chứ còn nếu mà bảo là từng câu từng chữ nó có cách nào giải không ấy thì thực ra người ta thay đổi đi một tí là lại ra một bài khác rồi. Ok nhá, thì cái bài toán chọn số này chúng ta sẽ cùng nhau đi làm thử nào. Với câu 1 đi các em. Từ số 1 đến số 6 thì lập được bao nhiêu số gồm có 4 chữ số ở các em? Đó các em ơi, cho thầy xin đáp án đi nào các bạn. Chào Hoàng Mạnh em nhé. Em mới thi xong à? Thi tốt không em? Thi ổn không? 1A, 1 là 6 x 5 x 4 x 3. Một nghìn hai trăm chín sáu, còn không biết có đúng không, thầy cũng không 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 nhẩm ra được. Để đáp án các em ơi, comment đáp án đi rồi chúng ta cùng nhau xem nào các em ơi.
6 x 6 x 6. Đấy. Nhà em học đến xác suất rồi á. Thực ra xác suất thì nó cơ bản đấy, về cơ bản đấy. Em chỉ học được phần này, xác suất em tự làm được. Tại vì thực ra cái chọn không gian mẫu nó quá dễ. Bạn nào chả chọn được không gian mẫu, chỉ có các em không tính được biến cố thôi. Đấy, em cũng tính được biến cố đấy chứ còn không gian mẫu bạn nào chả tính được. Thực ra xác suất với cái này chả khác gì nhau, gần như là y hệt luôn. Đếm với xác suất là như thế thôi mà. Ok nhá, câu đầu tiên thì nó là gì? Nó chỉ nói là gì? Lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số thôi. 4 chữ số này người ta nói nó có cần khác nhau không? Không, nó không cần khác nhau. Nếu nó không cần khác nhau như vậy ấy, thì 4 chữ số này các em thấy là số thứ nhất. Thực ra ấy, em có thể lấy là gì? Theo phép đếm là 6 6 nhân gì? 6 nhân 6 nhân 6 nhân 6 đúng không? 6 4 đúng không? Tại vì là nó không cần khác nhau thì mình lấy 6 4 cũng được. Đúng không em? Đấy, tại vì ở đây là có 6 số mà. Đó. Các em hiểu không? Các em có hiểu ý này không? Tức là bây giờ chúng ta sẽ lấy theo phép đếm thôi, mình gọi số này là A B C D nhá. Được chưa? Và A B C D này không cần khác nhau, như vậy thì các em sẽ có là A có 6 cách lấy số. 1 2 3 4 5 6 mà. B thế C thế và D thế, như vậy nó bằng 6 nhân 6 nhân 6 với nhân 6 là bằng 6 mũ 4 đấy. Cái này bấm ra là 1296 thật các em ạ. Đúng. Bạn nào lúc nãy comment là 1296 là đúng đấy. Chính xác nhá. Mình sẽ đếm là cái là thấy ngay thôi, là thấy kết quả ngay thôi, không có gì đặc biệt khó khăn ở đây cả, đúng chưa? Cô B đi các em. Cô B, cô A xong rồi, cô B. Gồm 3 chữ số đôi một khác nhau. Nào, gồm 3 chữ số đôi một khác nhau. Các em ơi, cho thầy xin đáp án của câu B nào. Ừ, 1296 là đúng rồi. Em 10 giữa kỳ à? Ui, cái này đỉnh quá. Học thế thì ok rồi em ạ. Nói thật là ở trường có nhiều bạn nói là ui, đề ở trường nó dễ lắm như này thế kia. Nhưng mà thì nói thật chứ để đạt được 13 môn nó là một cái rất là đỉnh cao đấy. Em ạ, ngày xưa thầy thi giữa kỳ ngày xưa thầy thi giữa kỳ cũng không được 3 môn đều 10 đâu. Tại vì thầy không học đều tất cả 3 môn đều 10 cả. Câu B là 120. 120 120. Ok, câu B này thì ra nó rất là dễ đúng không? Chúng ta sẽ lấy là gì? Nếu mà các em sử dụng phép đếm cũng được nhá. Hoặc là ở đây các em có thể là mình lấy theo theo chỉnh hợp. Mình học chỉnh hợp rồi mình lấy theo chỉnh hợp cũng được. Tại vì các em có thể là ở đây các em có thể gọi là ABC nhá. Ba số khác nhau thì A sẽ có 6 cách chọn, B có 5 và C có 4 đúng không? Đó. Hoặc là các em có thể lấy nó bằng là A gì? A36, tức là mình lấy 3 số trong 6 số này khác nhau mà, và chúng ta sẽ sắp theo một thứ tự nhất định thì nó sẽ là A36 nhá. Cái này là 120 chính xác rồi. Bạn nào cho là 120 đúng rồi. Câu C nào? Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn. Đấy. Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là số tự nhiên chẵn. Đó, 4 chữ số nhá, đôi một khác nhau và là gì? Chữ số tự nhiên chẵn. Câu này như là nó đề sai sao nhỉ? Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau. Ở đây mình sẽ phải bỏ cái phần chữ này đi nhá. Đấy, và là số tự nhiên chẵn thôi. Nó không có số chữ này đâu. Chữ ở đây thì lại không đúng. Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là số tự nhiên chẵn thì ok. Được chưa? Câu C mình sẽ bỏ cái chữ chữ đi cho các em nhé. Là số tự nhiên chẵn thôi thì ok. C là 5B3 nhân 3 180. 180 180. Chào Tuấn Anh nhá. Rồi chào thầy nhiệt tình à. Ok nhá.
Ok, như vậy các bạn ra là 180 là chính, đúng không? Thế thì ở đây ấy, nếu mà nó là số tự nhiên chẵn thì đầu tiên các em phải gọi là A, B, C, D, rồi mình sẽ lấy cách chọn của thằng thằng D. Đấy. Chú ý là nó là đôi một khác nhau, như vậy thì mình có thể chọn được, suy ra nhé, mình chọn D là có mấy cách, nó là chẵn thì nó sẽ rơi vào 2, 4, 6 là ba cách. Còn lại ba thằng còn lại thì là đôi một khác nhau, lấy trong năm thằng còn lại trừ đi cái thằng D, như vậy nó là A gì? A 35 đúng không? Đó, thì mình lấy như thế là nó nhanh. Các em dùng phép đếm cũng được. Nhưng mà ở đây ấy, thì thầy đang muốn hướng tới là cái trường hợp tổ hợp, thì các em nếu mà làm được trường hợp tổ hợp thì nên làm bằng trường hợp tổ hợp nhá. Em là 180 là sự các em ạ, chuẩn luôn nhá, các bạn học rất là đỉnh luôn. Nào tiếp. Gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng chữ số 1. Đấy. Gồm bốn chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng chữ số 1 được các em ơi. Câu này cũng dễ nào. Thực ra nó gần giống câu trên, không khác gì cả. À, toàn câu dễ á. Em làm mấy cái câu mà thầy post ở ở page ấy, phần luyện tập vận dụng cao ấy, vận dụng cao ấy, thì em có thể làm mấy câu đấy cho nó khó ở phần luyện tập ấy. Tại vì ở đây là các bạn đang học cơ bản nên là thầy đang phải cho mấy bài dễ đã, cho khó quá học sinh chạy hết, chả bạn nào dám học cả bạn. Ừ, thì thầy nói luôn mà, bây giờ nó đang là mấy câu dễ mà. Nào các em, câu câu C nào, câu C xong rồi câu D nào, bốn chữ số đôi một khác nhau và không bắt đầu bằng chữ số 1, để xem lại các bạn nào đáp án nào. D là 300 này, ở trên này có bạn cho đáp án D rồi đây, D là 300. Ok em nha, chào Thắng Nguyễn nhá, à Nguyễn Thắng em nhá, 300 gì, ok nhá. Như vậy bắt đầu không bắt đầu bằng chữ số 1, như vậy nó sẽ bắt đầu bằng gì, năm chữ số còn lại đúng không? Như vậy thì A nó sẽ là năm cách chọn, được chưa? Ngoài A ra thì các em thấy rồi, cái kia nó cũng tương tự thôi, lấy ba số còn lại trong năm số thôi. Như vậy nó sẽ là A35 luôn đúng không? Nó đôi một khác nhau mà. Như vậy thằng này thì nó là bao nhiêu? Ở đây thì bấm ở đây bấm lộn em ạ. 300 thật em ạ. Ok nhá, chính xác. Mấy câu đầu này rất là dễ. Ok, tiếp đi. Câu E nào. Gồm 6 chữ số đôi một khác nhau và hai chữ số 1, 2 không đứng cạnh nhau. Nào, câu E khó một tí rồi, gồm 6 chữ số đôi một khác nhau và hai số 1, 2 thì không đứng cạnh nhau. A46 trừ A35. Tí có làm mấy câu khó hơn nào. Nhưng mà đều hôm nay thì nó cũng không có câu nào đặc biệt xuất sắc khó đâu em ạ. Phải đợi đến mấy cái bài mà ấy cơ, đợi đến những cái bài mà khó ấy, thì nó sẽ mới có mấy cái câu ấy, mấy câu khủng khiếp. Nào câu câu cuối nào, câu E nào các em, câu E thì đáp án là gì? Có bạn Ánh Mon cho là A46 chứ A35 thì phải. Bạn Thảo bảo là mạng em lắc quá trời á, đây là do Facebook em ơi, không phải do mạng đâu. Thế nghĩ là không phải do mạng em đâu, Facebook tuần này nó đang có một chút xíu lag ấy, nếu mà bạn nào bị quay quay ấy thì các em đợi một tí rồi xem tiếp thôi, chứ không có cách khắc phục các bạn. Mạng thầy rất là tốt nhưng mà thầy đấy là xem live vẫn có nhiều bạn kêu là thầy ơi sao lag thế, nhưng mà mạng thầy thì rất là bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Câu E là 480, vẫn là 300 à. Câu này người ta đang nói là chúng ta có 6 chữ số đôi một khác nhau nhá, hai chữ số 1, 2 không đứng cạnh nhau. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Thế thì ở câu này ấy, nếu mà chúng ta mà đi làm bình thường, chúng ta liệt kê ra thì rất là dài, rất là dài em ạ. Ok. Thì nếu mà mình liệt kê ra thì nó sẽ rất là dài. Ở đây mình sẽ lấy là nó sẽ có 6 chữ số thì mình gọi là A, B, C, D, E gì, F đi đúng không? 6 chữ số. Đó. Thế thì các em thấy là người ta nói là hai chữ số 1, 2 không đứng cạnh nhau thì nó có quá nhiều trường hợp. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cái việc là mình cho 1, 2 đứng cạnh nhau rồi, tức là mình lấy phần bù đấy. Dạng này là mình sẽ lấy phần bù nhá. Đó. 6A4 trừ 5A3. Mà em lại bị lát tiếp rồi, không phải đâu. Nó là do Facebook và hôm trước các bạn kêu như thế. 576. Câu E à, 480. Đây, mình tính nhá. Thế thì các em thấy này, bây giờ thầy sẽ lấy phần bù, tức là bây giờ thầy sẽ tìm tìm số các số mà có một hai cạnh nhau, một hai cạnh nhau nhá. Đó.
một hai cạnh nhau. Thế thì số là số mà một hai cạnh nhau thì tức là bây giờ thầy lấy một hai thầy bó lại với nhau. Đấy, thầy bó một hai này lại lại thành một một số thôi. Thì bây giờ thầy sẽ thành thằng này nó thành một cái số a lớn đi. Đó, a lớn này. Xong còn lại là nó sẽ là c d e f đi. Đó, thì cái số này thằng a lớn này chính là một hai và mình sẽ cho nó di chuyển trong này đúng không? Đấy, coi như là một số thôi, coi như là một số thôi. Đó. Và đây như vậy thì chúng ta sẽ có thằng này có 5 5 5 số thôi đúng không em? Và bây giờ các em thử xem là nó có bao nhiêu cách chọn thằng này. Đấy, làm sao có bao nhiêu số ở thằng này. Thì thực ra các em thấy là 1 2 các em cho cạnh nhau rồi đúng không? 1 2 các em cho cạnh nhau như vậy còn lại nó chỉ còn 4 số thôi. 4 số này thì các em lấy ra em chính ra là em lấy ra 4 số và các em xếp nó theo một thứ tự luôn đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây là nó sẽ là bao nhiêu đây? Từ từ em đợi thầy một xíu nhé. Thì các em nhìn thấy là 1, 2 mình cho cạnh nhau thì mình coi nó là một số này. Như vậy ở đây là số này có 5 chữ số, 5 chữ số. Loại đi 1, 2 thì nó còn là 3, 4, 5, 6 là 4 số này cố định rồi. Như vậy thì ở đây thì các em thấy là thực ra ấy, là nó chỉ đơn giản là hoán vị của con này thôi. 5 chữ số mà nó chỉ là hoán vị của nó thôi chứ nó bằng 5 dây thừa luôn đúng chưa em? Xong các em nhân 2 dây thừa nữa, tại sao phải nhân 2 dây thừa nữa? Thì tại 1 2 này đứng cạnh nhau nhưng mà nó vẫn có thể hoán vị cho nhau. Tức là ví dụ là cái số mà ví dụ các em lấy ra là 2 1 CDE gì đấy, đằng sau là thầy là một số cố định nhá. Đó, thì nó cũng sẽ khác cái thằng là 1 2 CDE đấy. CDEF ấy, đó. Thế nên là khi mà đổi chỗ hai thằng này chúng ta sẽ được một số mới. Thế nên là ngoài việc là chúng ta hoán vị 5 thằng này với nhau thì chúng ta phải hoán vị 2 thằng 1, 2 với nhau nữa. Nên mình sẽ nhân được 2 dây thừa nữa là chúng ta sẽ có được số các cái số hạng mà 1, 2 đứng cạnh nhau. Đó. Sau khi 1, 2 nó đứng cạnh nhau rồi thì bây giờ các em muốn tìm là các số 1, 2 không đứng cạnh nhau thì em sẽ lấy tổng các cái số mà có 6 chữ số này đôi một khác nhau này ra. Các em trừ đi số này là được. Thế thì bây giờ mình sẽ tìm số các cái số mà gì có 6 chữ số đó đôi một khác nhau. Cái này thì rất là dễ rồi. Cái này mà 6 chữ số đôi một khác nhau thì nó chính là ABCDEF mà nó lại lấy từ 6 chữ này, thì nó là hoán vị của 6 thằng này thôi, ra bằng 6 dây thừa đúng chưa các okay? Em 6 chữ số đôi một khác nhau thì đơn giản là 6 dây thừa thôi. Thế thì em lấy 6 dây thừa trừ đi đằng trên thì sẽ ra được cái 6 chữ số đôi một khác nhau và 1, 2 thì không đứng cạnh nhau. Như vậy thì suy ra được là gì? Số các cái số mà có 1, 2 để không cạnh nhau không cạnh nhau nhá. Thì các em sẽ có nó sẽ bằng là gì? 6 dây thừa trừ đi 5 dây thừa nhân 2 dây thừa. Đó và bằng bao nhiêu thì bấm máy tính ra xem nào. Bấm máy tính ra xem bao nhiêu. Sáu dây thừa trừ 5 dây thừa nhân 2 dây thừa 480 các em ạ. 480 nhá các em nhá. Như vậy là chỗ này là sẽ là 480 số. Ok chưa? Đấy. 480 đúng chưa các em ơi? Toán bài dễ mà, em học hiểu em kêu nó dễ nhưng mà mấy bạn cũng hiểu thì mấy phần này gọi là rất là khó khăn luôn. Đó. Phần này là một trong những phần mà nó tức là nó rất là hiếm cái kiểu người ta chia dạng bài được ấy. Còn học tư duy thôi nên là các bạn sẽ cảm thấy nó khó. Đó. Sao càng ngày càng ít người xem live vậy á? Tại vì vào năm thì bận nhiều hơn em ạ. Nhất là tức là xem live ấy, nó sẽ nhiều hơn vào hè này, vào những lúc gần thi đấy. Còn bình thường sẽ hơi ít. Nhưng mà cái này thì không quan trọng em ạ. Quan trọng là những người vào đây học phải học, phải gọi là chú ý học em ạ. Câu 2 đi. Câu 2 đi kem. Hiểu chưa nhở? Cô em thì hiểu chưa? Chưa hiểu thì hỏi lại nhá. Đúng rồi, thứ bảy thì cũng là nhất là buổi tối này nữa. Tại vì mai là chủ nhật em ơi. Bây giờ phải chơi. Có khi thầy chọn cái lịch này là không hợp lý rồi, hôm sau này sẽ phải nghiên cứu lại. Em thấy thầy best phần tổ hợp xác suất. Ngày xưa tổ hợp xác suất thầy học nhiều bài khó hơn bây giờ nhưng mà học như thế nhưng mà sau này vẫn quên thôi mà. Tại vì đến lúc làm vào mình phải động vào mình mới nhớ.
480, ok. Không trúng được em ạ. Mình biết tỷ lệ rồi, giống như kiểu là em biết là đánh việt lót tỷ lệ bao nhiêu rồi thì em làm gì còn niềm tin mà đi đánh việt lót nữa. Ví dụ như một bác nông dân đi đánh việt lót hy vọng rằng ngày mai trúng số rồi thì đổi đời thành tỷ phú, nhưng mà như thầy kiểu ra đánh việt lót thì thầy biết bố cái tỷ lệ rồi, cảm thấy vô vọng lắm. Nếu mà em không học em đi đánh việt lót em sẽ nghĩ là bây giờ may mắn, biết đâu may mắn nó thuộc về mình, nhưng mà không, khi em học xác suất rồi thì em thấy là ui, chắc là cái may mắn này nó sẽ phải dành cho người khác thôi. Tỷ lệ nó quá thấp em ạ, thật sự luôn đấy. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể là được bao nhiêu số chẵn? Mỗi số có 5 chữ số khác nhau. Ồ, mỗi số lại chỉ có 5 chữ số khác nhau thôi. À, nó sẽ lấy là 5 chữ số thôi. Trong số đó có 2 chữ số lẻ, và 2 chữ số lẻ đó thì đứng cạnh nhau luôn. Nào các em, có nặng, tức là bài này người ta muốn nói là chúng ta lấy từ 0 đến 6 ra 5 chữ số lập thành một số lẻ, một số chẵn, và trong đó có 2 chữ số lẻ, và 2 chữ số lẻ đấy thì đứng cạnh nhau. Ok các em ơi, cho thầy xin cái đáp án của câu số 2 xem nào. Câu số 2 đi. Các em thử đi, câu số 2 đáp án là gì nhỉ? B2 nhân 4B2 nhân 4 bằng 288. Bạn Diệu Ngân thầy đấy là học cái phần đấy rất là đỉnh cao luôn, trước học trong nhóm làm bài như siêu nhân các em ạ. Thế thì thực ra thì ở đây người ta ví dụ các em chọn là ABCD, E là 5 chữ số đúng không, mà đây là số chẵn thì E này nó sẽ có bao nhiêu cách chọn? 1 2 3 4. À, để xem nào. Ở đây các em lấy là cái gì? 3P2 nhân 3P2 nhân 4P2 nhân 4. Nhân 4 là bạn ý đang chọn là số E là 4 cách chọn rồi, 1 2 3 4 rồi. Đó. Và bây giờ bạn ý lại chọn thêm 2 số lẻ nữa. Đấy, số lẻ là 1, 2, 3 số lẻ. Nên là bạn ý lấy là 3P2 là sắp xếp theo nó theo thứ tự luôn, xong nhân tiếp với cả còn lại là 4P2 đúng không? Bạn ý chọn nhân 4P2. Đó, 4P2 thì ở đây là bao nhiêu đây? Bạn ý vừa chọn 4P2 là 1, 2. Tức là ở đây là có 7 số, bạn ý trừ đi 3 số kia thì có 42. Liệu đúng không? Theo các em là bạn ý làm thế đúng không? Để xem một bạn nào đáp án khác không. Thế thì ở đây nhá, ở đây nhá, nếu mà các em chọn như thế, nếu mà các em chọn như như bạn vừa chọn đấy thì nhớ số 0 nó rơi ở đầu thì sao? Nhớ số 0 nó rơi ở đầu thì sao? Ở đây mình phải chia hai trường hợp ra các em ạ. Mình chia hai trường hợp ra, E bằng 0 và E khác 0 thì mình sẽ phải loại đi một số nữa thì mới ok được. Đấy, tại vì nếu mà mình làm, nếu mà mình chỉ chọn như thế thôi, nếu mà không nó rơi vào đầu thì nhân số này thì sẽ không được tính, số này sẽ không được tính mất, đúng chưa? Đây nhá, thì tốt nhất là các em cứ chia ra. Đấy, mình cứ chia là E bằng 0 đi. Nếu E bằng 0 thì ra giống bạn thôi, nó chẳng khác gì cả, chỉ khác là nếu E bằng 0 nhá thì suy ra E này có một cách chọn này, một cách này. Đó, bây giờ em sẽ thấy là như vậy, bây giờ mình sẽ chọn là A, B, C, D đúng không? Mà các em thấy là gì? Hai chữ số lẻ thì phải đứng cạnh nhau. Đấy, hai chữ số lẻ đứng cạnh nhau thì các em cũng lại cột hai số lẻ lại một
một cái nhá. Thì các em muốn chọn hai số lẻ. Đấy, các em chọn hai số lẻ trong này. Đó, chọn hai số lẻ trong này. Đó, mà các em sắp xếp theo thứ tự tùy ý luôn đi. Thì như bạn lấy này, 1 2 3 3 số như vậy thì nó là A gì? A23. Đấy, giống bạn bạn biết là 3P2 đấy, chính là nó đấy em ạ. Thì mình chọn được hai số lẻ nhá. Đó, sau khi mình chọn được hai số lẻ rồi, thực ra thì mình gom hai số lại thì tức là thực ra thì ở đằng trước em chỉ có ba số thôi. Các em sẽ thấy là đằng trước em chỉ có ba số thôi. Đúng không? Mà các em có E là mình chọn được một rồi này. Tức là mình gom hai này thành một số này và ba thằng này như vậy là nó sẽ thành ba cái như vậy thì các em sẽ gom lại suy ra cái số cách của ba cái số đấy gồm cả cái thằng hai thằng lẻ rồi nhá. Đó, ba thằng mà đúng không? Ba thằng. Đó, thế hai thằng còn lại thì còn mấy cách? Các em đếm luôn cho nó dễ đi. Loại một số 0 này và loại hai số lẻ. Như vậy ở đây là có mấy số? Ở đây đang có 7 số, loại đi 3 số còn 4 số không? Nó sẽ là 4 nhân 3 nhân gì? Nhân A23 nhân nhân 1. 1 là một cách chọn E. Được chưa? Thì đây là E bằng 0, còn bây giờ các em chọn một cái là E khác 0 đi. Mình chọn một cái là E khác 0 đi. Nếu em chọn E khác 0 thì tức là cái này có mấy cách chọn? 1 2 3 nhá, tại vì nó là số chẵn em ạ. Này có 3 cách này. Có 3 cách nhá. Đó. Chọn hai số lẻ thì y hệt như trên nhé, chọn hai số lẻ vẫn là 2 3 thôi, nhưng mà chọn A thì chúng ta sẽ phải xem lại, chọn A của chúng ta thì sẽ không phải là 4 số nữa mà chỉ có 3 số thôi. Tại vì là lúc đấy là các em thấy là thằng E này nó khác không thì vẫn còn tồn tại một số E thì mình loại E đi, loại số 0 đi, loại E và loại số 0 đi và loại hai số ở đây đi thì nó sẽ mất 4 số rồi, còn 3 số, được chưa? A còn 3 số. Mình chọn A là ba số rồi, E một số, chọn A là một số rồi, E một số rồi, gom hai số kia nữa là bốn số, như vậy cũng còn ba số cho B đúng không? Đấy, còn số lẻ, hai số lẻ cạnh nhau thì nó sẽ là A23 này nhân với cả nhân cả một nữa, à nhân ba chứ, sorry đi ngay. À, tính thế này không chuẩn được em ạ, tính như này thì mình chưa tính hoán vị của nó. Ok, để thầy tính lại chỗ này nhá. Thầy có một số, thầy gom hai số này thành một số đi, như vậy thì còn lại ở đây tổng cộng sẽ có là bỏ đi một số này là còn 6 số, bỏ đi một số là 5 số, như vậy ở đây mình lấy là theo thứ tự là C35 đi, à A35 đi. Chuẩn hơn em ạ. A35. A35 chuẩn hơn em ạ. Còn ở dưới này nhá, ở dưới này thầy tính lại nhá, ở dưới này thầy tính lại này. Ở dưới này thì A mình vẫn sẽ phải chọn riêng thôi. A mình vẫn phải chọn riêng thôi em ạ. Từ để thầy xem nào. Chào Minh Thiên nhá. Năm b hai nhân ba b hai nhân 5b2 trừ đi cho 3b2. Đây em lấy phần bù rồi, chắc em trừ đi phần không đúng không? Thầy giúp em làm mấy đề toán được không? Một đề đã chết rồi, mấy đề chết em ơi. Thầy em hỏi một câu rồi may ra thầy làm được chứ. Thầy thấy nhiều bạn gửi cho thầy cái đề 50 câu bảo là thầy ơi thầy giải giúp em một cái đề gồm 50 câu. Tôi nói thật chứ là 50 câu ấy nó không có đáp án em ạ. Thì bây giờ thầy ngồi thầy giải thì cực kỳ lâu luôn. Đấy, cực kỳ lâu luôn mà có phải là đọc đề ấy, có phải câu nào mình đọc đề ấy mình cũng có đáp án nghe đâu. Nhất là 50 câu nữa. Thế là bình thường ấy các bạn hỏi thầy các em hỏi thầy kiểu vài câu thôi. Còn các em hỏi là 50 câu liền thì chết em ạ. Em đợi xíu nhá, để thầy xem lại chỗ này nào. Đúng rồi, mấy bạn chơi thầy kinh thế, làm gì làm 50 câu có mà gọi là chết toi luôn. Ở đây từ từ nhá, nếu thực ra thầy đang muốn tính gộp nhưng mà tính gộp như này thì nó không không chuẩn các bạn, không chắc.
chắc được. Đấy, mình không chắc được hai mình không chắc được em ạ, tính như này không chắc được. Đấy, 50 phần số đếm ạ, số đếm thầy dạy rồi mà. Em đợi tí nhá để thầy check lại đã. 360 số là khả năng là chính xác đấy. Đấy, 360 là thầy nghĩ là chính xác ạ. Tại vì ở đây cái này thì thầy cũng không có đáp án các em ạ. Thầy lấy đề thôi, thầy không có đáp án đâu, nên là mình phải tính ra. Giải em quyển 350 câu thầy ơi đấy. Bạn giải giải 350 câu thì biết bao giờ nó xong hả em? Hỏi thầy một hai câu thôi. Thực ra thầy đang không muốn là mình đi đếm, nếu ở đây nhá, nếu mà mình đếm thì các em có thể đếm ngay là hai số lẻ gần nhau, em chọn là AB là lẻ, BC là lẻ, CD là lẻ thì mình đếm như thế thì chắc chắn là ra ngay. Nhưng mà ở đây thầy đang muốn là mình không đếm. Không đếm thì để xem một cách nào không. Các em đợi một xíu nhá, thầy nháp ra đây một xíu cả. Nếu mà mình đếm thì rất là dễ các em ạ, mình chia ra từng trường hợp mình đếm thì rất là dễ, nhưng mà ở đây thầy đang không muốn đếm, đang không muốn đếm xem là nó có cách nào không, cách nào mà mình không đếm không. Để xem nào. Bạn nào có ý tưởng của câu này và làm nhanh không em thì viết lên cho thầy xem nào. Chứ còn ở đây thì thầy đang muốn là mình làm nhanh hơn em ạ. Nhưng mà ở đây muốn nhanh thì khả năng là hơi khó rồi. Chắc là phải làm theo cái biện pháp là mình tính từ từ thôi em ạ. Khả năng này phải tính từ từ thôi. Đấy, các em đợi xíu nhá, thầy nhẩm là thầy tính nốt cái này ra xem có chuẩn không. Ok, thôi được rồi, mình tính như này đi các em ạ, tính như này cho nó nhanh. Ok, đây đây, cho mình sẽ tính như này nhá. Ok, để xem là các bạn có mình cái gì không. Thầy chia không em ơi, nếu nếu mà thầy thầy đấy. Đây các em chú ý nhá, bây giờ thầy thầy nói cho hai cách như này nhá. Đây, có hai cách như này chỉ một cách lâu, một cách nhanh, còn quan trọng là mình tìm cách nhanh mình giải thôi, còn những bài này nếu mà đây nhá. Người ta nói là gì? Số này là số chẵn đúng không? Và hai số lẻ đứng cạnh nhau nhá. Nếu mà em chia trường hợp ra, các số lẻ cạnh nhau là AB này. Đấy, AB là hai số lẻ cạnh nhau này. BC là hai số lẻ cạnh nhau này. CD là hai số lẻ cạnh nhau này. DE là hai số lẻ cạnh nhau này. À DE không được, DE thì không được bởi vì E là số chẵn rồi. Đấy. Thế thì nếu mà em cứ chia lần lượt ra như thế này thì đúng, chắc chắn là nó sẽ ra rồi. Nhưng mà nó sẽ rất là dài bởi vì em chia trường hợp. Ở đây mình sẽ làm cách khác nhá. Ở đây cách này là cách liệt kê này. Đi đi thi thì thường nếu mà bí quá thì mình luôn luôn dùng cách liệt kê thôi. Bởi vì khi mà mình liệt kê thì chắc chắn nó sẽ đúng. Mình liệt kê đầy đủ các trường hợp, nhất là với những cái bài mà có thể liệt kê được, tức là nó không quá dài. Còn ở đây thì thầy sẽ làm theo cách như này nhá. Ở đây thì thầy sẽ làm như này này, ý tưởng thầy muốn làm bây giờ mình sẽ làm như này nhá. Vì là người ta nói đây là số chẵn nên là E thì sẽ chọn trước. Đấy, E thì sẽ chọn trước. Thì mình sẽ chọn E là đầu tiên là mình sẽ chọn E. Chọn E ở đây là nó sẽ gồm có bốn cách. Đấy, chắc chắn là bốn cách rồi, tại vì ở đây em nhìn thấy là 0 2 4 6 bốn cách, ok nhá. Tiếp theo này, các em thấy là sau khi mình chọn được E rồi thì thầy lại lấy hai số lẻ trong này và xếp sắp xếp nó theo một thứ tự để cho hai số lẻ để nó đứng cạnh nhau. Đấy, lấy ra hai số lẻ nhá. Lấy hai lẻ ra. Đấy, và có sắp xếp. Đó, có sắp xếp thứ tự đấy. Có sắp xếp thứ tự. Có sắp xếp thì nó sẽ là A23.
A23 ở đây bởi vì là có 3 số lẻ, thầy lấy ra hai số sắp xếp thì là A23. Tiếp theo này, sau khi mà thầy lấy ra như thế này rồi thì tức là ở đây mình cần mình còn cần phải lấy bao nhiêu số nữa? Trừ đi 3 số tức là mình còn phải ở đây là 5 số đúng không? Nhưng mà mình còn lấy 2 số nữa. Đúng không các em? Mình phải lấy 2 số nữa. Lấy 2 số nữa mà bây giờ các em bị loại đi 3 số rồi. Loại đi 3 số rồi. Đó, thì nó còn 4 số đúng không? Và các em lại gom cả cái thằng sắp xếp này nữa lại. Chỗ này nói như thế hơi khó hiểu. Thầy thấy thế. Ở đây nhá này, đây thầy sẽ lấy này, thầy viết lại cái chỗ này không đến này các em sẽ bị khó hiểu. Đây nhá. Bây giờ nhá, thầy lấy thằng E này rồi, như vậy còn lại là thầy cần có 4 số này. Thầy cần 4 số. Nhưng mà thầy lại gom hai thằng này lại thành một cái thằng lớn là thằng X đi. Đó, là thằng X đi. Được chưa? Và bây giờ thầy sẽ phải đi sắp xếp thằng ABX này theo cái thứ tự. Đúng không? Theo thứ tự. Như vậy là ở đây là thầy sẽ lấy là gì? Sắp xếp theo thứ tự, như vậy là A nó sẽ là A3 của bao nhiêu? Của bao nhiêu? Thằng X này là một số này. Và em loại đi ba cái thằng này ở đây thì thực ra nó còn lại cái các cái chữ số để mình lấy là còn 4 số. 4 số cộng với cả cái thằng X này là thành 5 số nên nó thành A35. Để giống với thầy làm ở chỗ này này, nhưng mà chỗ này là thầy chia em bằng không. Bây giờ thầy lấy tổng xong thầy lấy cái phân bù thì thấy thế nó nhanh hơn. Thì làm như vậy thôi. Đó, như vậy thì với cái cách này thì chúng ta sẽ suy ra được các cái số nó là 4 này nhân A23 này nhân A35. Đây. Đấy là số cách này, nhưng mà thế này là chưa xong, bởi vì nếu mà mình chỉ lấy như thế này thì ở đây nó sẽ tồn tại là A bằng 0. Cái trường hợp này mình không loại đi A bằng 0 bởi vì E mình lấy là một số bất kỳ trong bốn số 0, 2, 4, 6. Nếu mà nó không phải rơi ở số 0 thì có khả năng A nó sẽ rơi ở số 0. Đấy, như vậy mình phải trừ đi các cái số mà A là bắt đầu bằng số 0. Như vậy bây giờ mình sẽ chọn A bằng 0 đi. Mình sẽ trừ đi thì bây giờ mình sẽ chọn luôn A bằng 0 để tính xem có bao nhiêu số bắt đầu là A bằng 0. Sau khi em lấy A bằng 0 này thì cũng tương tự như vậy thôi, em vẫn lấy D thôi. D lúc này thì sẽ có mấy cách. À E đi, sorry các em, số cuối cùng. Nó là số chẵn mà loại đi số 0 nhưng lại còn 3 cách. Như vậy nó sẽ có 3 cách, được chưa? Rồi tất cả cái đoạn đằng sau này giống y. Tất cả đoạn đằng sau này giống y. Như vậy thì nó vẫn sẽ là A23 và A35. Chả khác gì cả. Như vậy thì cái thằng này cách nó vẫn là như vậy nữa. A là có một cách chọn, như vậy nó là 1 nhân 3 nhân A23 và nhân A35. Và em lấy trên trừ dưới thì sẽ ra được cái số kết quả thôi. Từ đây thì em trừ đi cho thầy nhá, lấy trên để trừ đi dưới này. Như vậy đây là có bao nhiêu? Thì mình bấm ra thì mình sẽ biết là có bao nhiêu các em ạ. Đây thì bấm ra nhá, xem có bao nhiêu. Đúng 360 số em ạ. Giờ nó sẽ có 360 số. Hoặc là liệt kê thì cũng được, liệt kê thì chắc là một cái cách nó là ổn định rồi. Chiến thuật thầy giống em rồi à? Ờ, thầy nghĩ là lấy phần bù đoạn này là sẽ là ok nhất. Ở đây chúng ta có thể làm bằng cách liệt kê cũng được. Đấy, như lúc nãy các bạn nói đấy, tức là mình lấy AB là một cặp, BC là một cặp, CD là một cặp, lần lượt từng trường hợp ra, còn lại các em chọn số còn lại là ok. Còn ở đây thì thầy chọn E trước, bởi vì E là số chẵn mà. Đây là số chẵn nên mình chọn E trước. Sau khi chọn E thì thầy lại buộc hai thằng lại với nhau. Đây là nó gồm mấy bài toán con lại với nhau đấy. Thì hai số lẻ nó cạnh nhau thì thầy lấy, thầy buộc nó lại với nhau và thầy sẽ có các cái số chọn ra cái số hai số đấy là A23, tại vì đây là có ba số lẻ để lấy ra A23. Được chưa? Thì thầy coi như cả hai cái số lẻ này thành một số. Đơn giản như thế thôi. Tức là chỗ này mình loại đi một số E và mình gom hai thằng thành một số. Như vậy tổng cộng ở đây nó sẽ còn lại là mình bỏ hai số đi, ta có 5 số. Lúc đấy thì nó thực ra là nó chỉ có 3 số còn lại thôi và mình sẽ sắp xếp 3 số này theo một thứ tự nhất định trong 5 số mình lấy ra đấy. Đó. Ok nhá, thôi đấy đi nhá. Hoặc là các em liệt kê đi, thầy nghĩ là liệt kê chắc là cách an toàn nhất rồi. Thế nào cũng đúng. Chả giờ sai. Nhưng mà liệt kê thì đôi lúc của chúng ta cũng sẽ bị hơi dài. Dài một tí. Thôi next nhá, thôi tiếp đi. Các em về liệt kê giúp thầy. Ok, dễ nhất.
Thầy nghĩ thế là dễ nhất. Nào bây giờ câu 3 đi. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số? Biết rằng chữ số 2 có mặt 2 lần, chữ số 3 có mặt 3 lần và chữ số còn lại có nhiều nhất là 1 lần. Ok. Tức là nó có 2 số 2, 2 số 3. À 3 số 3. Mà 7 chữ số mà đây đây mất 5 số rồi, chỉ còn 2 số thôi. Thì các em xem là có bao nhiêu cách. Nhìn chung mấy bài này không dễ đâu các em ạ, thật sự. Có những bài sẽ là khó. Những bài khó, có những bài thì cũng ok. Câu 3 đi các em, câu 3 các bạn nào có cách giải không? Có 7 7 chữ số, 7 chữ số trong đó 2 có mặt 2 lần, 3 có mặt 3 lần và các chữ số còn lại có mặt 1 lần. A B C D E F G đấy, 7 chữ số. Nhưng mà trong đấy đã có 2 số 2, 3 số 3 rồi nên là thầy nghĩ là nó cũng khá là dễ thôi, mình đã loại được 5 số rồi cơ mà, 5 số rồi. 11.340 số. Có bạn nào cách khác không? À có bạn nào có đáp án khác không? Câu này thì thầy nghĩ là mình cũng sẽ làm giống câu trên thôi, thầy gợi ý luôn nhá, thầy gợi ý luôn nhá. Thầy sẽ làm giống câu trên thôi. Tức là mình cũng sẽ chọn như vậy thôi. Bây giờ nó có hai số 2 có mặt 2 lần, số 3 có mặt 3 lần thì thực chất là các em sẽ lấy ra, các em chọn vị trí bất kỳ, em vứt 2 số 2 vào đây và em chọn vị trí bất kỳ em vứt 3 số 3 vào đây. Đó. Thế thì trong 7 số này các em chọn ra hai vị trí để vứt vứt số 2 vào. Được chưa? Đấy. Thế thì đầu tiên này chọn vị trí. Đấy. Cho hai số 2. Đấy, chọn vị trí cho hai chữ số 2 nhá. Thì các em sẽ thấy là ở đây có 7 vị trí. Như vậy mình lấy ra hai vị trí bất kỳ mà không cần tính thứ tự, bởi vì thực ra là hai số 2 thì nó giống nhau, mình có đổi thứ tự cho nhau nó vẫn ra như vậy. Như vậy thầy chọn vị trí cho số 2 là C27. Tiếp tục thầy lại chọn vị trí cho ba số 3. Thực ra là chữ số thì nó chuẩn hơn. Đó. Bây giờ thầy lại chọn vị trí cho ba cái số 3 này thì chắc chắn nó sẽ là C35. Bởi vì sao? Bởi vì là thầy loại đi hai vị trí của số 2 thì còn 5 vị trí, thầy lấy ra ba vị trí bất kỳ thì là C35, được chưa? Đó. Sau khi mà mình loại hết hai thằng này ra như vậy thì nó sẽ còn lại là hai vị trí. Được chưa? Còn hai vị trí. Và hai vị trí đấy người ta nói là gì? Số còn lại xuất hiện duy nhất một lần, nhiều nhất là một lần. Đấy. Mà số các số còn lại loại đi số 2 và số 3 thì cái tập hợp đấy thầy gọi là cái tập hợp A đi, nó sẽ bằng là số nào? 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đúng không? Như vậy ở đây là có bao nhiêu chữ số? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 chữ số. Và ở đây là có hai vị trí đúng không? Mình lấy ra hai số sắp xếp theo thứ tự là chắc chắn là ok luôn. Là sắp vào hai vị trí đấy là sẽ ra các số đúng không? Vậy chọn chữ số. Đó, chọn chữ số cho hai vị trí còn lại. Hai vị trí còn lại. Đó, thì nó sẽ là A28. À đâu? Ừ đúng rồi, thầy vừa đếm xong A28 chuẩn rồi. 8 chữ số mà. Ok nhá, như vậy tổng cộng cái cách như vậy là sau khi mình chọn như này thì sẽ có tất cả là gì? C27 nhân C35 nhân với cả gì? A28. Ở đây là phép đếm quy tắc nhân hiển nhiên rồi. Dạy rất là kỹ ở cái phần quy tắc nhân rồi, nó đồng thời xảy ra mà. Nên là chúng ta chào Tiến Cương nhá. Nên là chúng ta sẽ có đây bạn Duy Anh có vẻ đúng rồi đây. Bạn Duy Anh cũng với cả bạn bạn Việt Anh, hai bạn tên Anh là có cái tư duy giống nhau rồi, chính xác đấy. Đúng đấy. Nhưng mà cái với cách chọn này thì cũng tồn tại cái nhược điểm như trước, tức là A nó có thể rơi vào số 0, mà A rơi vào số 0 thì phải loại đi. Như vậy các em hãy chọn cho thầy cái làm tương tự như này và mình chọn thêm một cái là chọn A bằng 0.
Đó, mình làm tương tự như vậy và mình chọn A bằng 0 nhá. Đó. Thế thì sau khi em chọn A bằng 0 như vậy thì em chọn vị trí nhá. Đấy, bây giờ em chọn A bằng 0 này thì chọn vị trí. Chọn vị trí. 2 2 số 2. Lúc này nó không phải là C27 nữa mà nó là C26, bởi vì A này bằng 0 nên là không thể có số 2 nằm ở đây được. Đấy, chọn tiếp 3 số 3 thì nó lúc này nó là C3 C34. Đó, C34. Và cuối cùng các em lại chọn nốt là gì? Cái vị trí còn lại đúng không? Cái vị trí còn lại. Lúc này nó không phải là hai vị trí nữa vì A ta chọn bằng 0 rồi nên là nó chỉ còn lại đúng một vị trí thôi. Như vậy chọn vị trí còn lại. Chọn vị trí còn lại. Lúc này thì nó chỉ có một số còn lại và chúng ta phải loại đi gì? Hai mình phải loại đi thêm cả số 1, số 0 nữa vì nó vì số 0 nằm ở đầu rồi nó không thể xuất hiện tiếp nữa bởi vì nhiều nhất chỉ có một lần mà. Như vậy còn 7 số, mình lấy C17. C17. Được chưa? Không cần lấy A, A17, C17 giống nhau. Như vậy thì tổng lại chỗ này thì chúng ta sẽ có là C26 nhân C34 nhân C17. Rồi, và các em lấy trên trừ dưới là sẽ ra kết quả nhá. Tổng cả hai thằng này lại thì là bao nhiêu số đây? Lấy trên trừ dưới giúp thầy nhá, bấm máy tính nhá. Đấy, các bạn học rất là nhanh, các bạn xem câu trên các bạn làm câu dưới y hệt luôn, chả khác gì. Các em có thể thấy là với cái dạng bài này ấy thì không biết phải bấm sai đâu rồi. À sorry các em. Đúng rồi, sai đâu nhỉ? Để bấm máy tính nhầm chỗ nào rồi các em ạ. Để xem lại nào. Ồ đây thầy bấm nhầm chỗ này, sao ra kết quả lạ vậy? Ủa bấm hết thành A các em ạ, máy tính mình bấm tổ hợp ra chỉnh nó hết 11.340 số. Ok, như vậy là kết quả các bạn cho là đúng rồi. Làm giống em rồi à? Chuẩn luôn. Thầy nghĩ cách này là khá là nhanh rồi. Ok nhá, chính xác nhá, cách này đúng rồi. Làm này nhanh đấy. Ok nhá. Chỗ này có bạn nào có cần cần hỏi gì không nhỉ? Chỗ này có cần hỏi gì không em? Hỏi gì không? Bài này thì thầy nghĩ có lẽ là cách này là cách ok nhất. Còn còn có cách nào khác không nhỉ? Hơi khó. Nếu mà dùng liệt kê bài này sẽ rất là khó, nó càng nhiều chữ số thì nó càng khó liệt kê ấy. Mình sẽ sử dụng cái cách bù trừ đi thì và lấy phần bù như này thì nó sẽ ok hơn. Ok hơn là đi lấy phần bù các kiểu. À lấy liệt kê các kiểu, sorry các em nhé, nói nhầm. Bạn nào ý kiến gì không? Bạn nào hỏi gì không? Hơi khó à? Chắc khả năng hơi khó rồi. Ok nha. Khó, nói chung cũng khó. Mấy bài đằng sau này không dễ. À bấm tổ A kiểu gì vậy à? Đây đây đây. Bấm máy tính. Lúc nãy thầy quên mất thầy bấm, thầy lại không để cho em đấy. Mình bấm là Shift nhá. Shift với cả P cho các em nhá. Đấy, chữ P này, dấu nhân đấy. Đó, ra chữ P này. Nhưng mà các em chú ý này, các em chú ý là các em viết chẳng hạn như là A35 thì các em bấm vào đây, các em phải bấm là 5B3 nhá. Đó, 5B3 nhá, chứ không phải là 3B5 nhá. Đó thì nó mới ra đúng rồi. Nếu ở đây các em viết là A35 thì trong này nó sẽ là 5B3. Được chưa? Đó, đây này, các em nhìn thấy là 5B3 nhá. Đấy, em bấm luôn máy tính nhá. Bạn nào không biết cái gì cứ đặt câu hỏi thoải mái nhá. Thoải mái đi, đặt câu hỏi đi. Xong rồi thì chúng ta sẽ thầy sẽ trả lời cho bạn em. Chứ nếu mà các em mà không 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 gọi là không gọi là đặt câu hỏi thì sẽ rất là khó hiểu. Là trường hợp
Đúng rồi, à trình hợp mà. Tại sao ở đây nó lại không hiện ấy nhỉ? Lừa thật sự luôn. À trình hợp bạn ấy viết là tổ hợp. Ok. Ok nhá. Thực ra thì nó còn rất là nhiều nhiều bài. Ở đây nó còn rất là nhiều bài, chính vì vậy thầy nghĩ là thầy sẽ để lại mấy câu này để các em về nhà làm nhá. Mấy câu này các em để về nhà làm nhá. Đấy. Thầy sẽ chữa ba câu thôi. Ở đây mình còn 4 câu nữa. Các em về nhà thử suy nghĩ làm nhá. Nếu mà cần thiết thì buổi sau thầy sẽ chữa. Tại vì nó còn mấy cái thằng lần sau nữa cơ. Và nó cũng sẽ khó mà thầy thấy là à tại sao lại 8A2? Ok, thầy sẽ nói lại phần đấy để giúp bạn đánh mon nhá. Đây, thầy nói lại giúp em một cái. Xong chúng ta sẽ next sang phần khác chỗ nào rồi. Đây, ok. Đây nhá, tại sao lại là A28 đúng không? Thì thực ra nhá, đây thầy nói lại lần nữa này. Người ta nói này, các chữ số còn lại có mặt nhiều nhất một lần. Đấy, thế mà các em thấy là chúng ta có hai số 2, hai số 3 rồi thì hiển nhiên là 2, 3 chúng ta phải loại đi khỏi cái tập hợp. Thì tập hợp lúc này nó sẽ còn lại là 0 1 2 0 1 4 5 6 7 8 9 là các chữ số chúng ta có thể chọn để nhét vào hai cái vị trí còn lại. Chú ý là ở đây là có hai số 3 và ba số 5, ba số 3 như vậy là mất 5 chữ số rồi. Thì là ngày có 7 chữ số mà loại đi 5 là còn hai chữ số. Nên là thầy sẽ lấy hai chữ số trong này có sắp xếp nhét vào hai vị trí đấy. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có cái số là A28. Bạn Ánh hiểu chưa nhỉ em nhỉ? Không sao lại nghỉ, sang tiếp, sang tiếp. Có mà em, thầy vừa chia mà. Ô, thầy nói xong em lại không 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 nghe à? Đây đây, thầy vừa chọn A ở đâu? Đây thầy chọn A ở đâu? Cái trường hợp ở trên này nhá là thầy tính tất cả luôn. Thầy tính tất cả luôn. Là có A ở đầu và không có A ở đầu thì tất cả thì nó sẽ ra được là tổng là từng này. Đây tổng là từng này. Và sau đấy thầy phải loại đi cái trường hợp A ở đầu, chính vì vậy thầy chọn luôn A bằng không. Chọn A bằng không ở đầu luôn. Và sau đấy thì thầy chọn lại các cái vị trí còn lại thì nó sẽ ra là C26 vì loại đi một số này thì chỉ còn 6 vị trí thôi. Tiếp theo mà loại đi hai vị trí này và vị trí A thì sẽ còn là bốn vị trí là C34. Còn tất nhiên vị trí còn lại thì chúng ta sẽ loại đi điểm 0 và lấy trong 7 giá trị còn lại thì là C17. Như vậy thầy nhân tất cả lại với nhau và lấy cái ở trên để trừ đi cái ở dưới thì sẽ ra được kết quả này. Ok, hiểu chưa em? Vẫn còn phần sau mà em đang nghỉ đâu. Bạn bạn Quỳnh hiểu chưa nhỉ em nhỉ? Ok chưa? Bạn Quỳnh hiểu chưa? Thầy có chọn nhá, đây này, thầy chọn đây này. Không lại bảo tại sao không chọn A ở đầu, A bằng không ở đầu đây. Chọn rồi, nhá. Tiếp nào. Sang phần tiếp theo. Mấy bài ở cuối thì em về nhà làm nhá. Bây giờ mình sẽ sang mấy phần tiếp theo. Mỗi phần thầy sẽ gọi là xử lý một tí. Còn lại về cho bọn em suy nghĩ. Cần thiết buổi sau mình sẽ luyện nhá. Câu 1 nào. Đây là cái dạng này thì nó cũng khá là quen thuộc là xếp đồ hoặc là phân công gì đấy. Ví dụ là phân công ba bạn đi trực nhật, phân công mấy bạn đi dự cái gì đấy, hay là gì lựa chọn người đi tham dự giải đấu hay gì gì đấy. Xếp đồ để em xếp sách vào kệ gì đó tùy nhá. Câu 1 đi. Có ba bông hồng vàng, ba bông hồng trắng và bốn bông hồng đỏ. Các bông hồng thì xem như đôi một khác nhau, tất nhiên rồi, không bông nào giống bông nào hết được. Đó. Người ta muốn chọn ra một bó gồm 7 bông hoa. Có bao nhiêu cách xếp để mà nó bông hoa được chọn tùy? Cái này thì quá dễ rồi. Chọn 7 bông hoa tùy trong tổng cộng là có 10 bông hoa. Chào Quang Quang Quang. Chào Quang 4 lần nha. A và C khác nhau gì vậy thầy á? A là tổ hợp, C là trình A là trình hợp, C là tổ hợp. A trình hợp thì tức là lấy K phần tử trong N phần tử có tính thứ tự. Còn C là tổ hợp thì là lấy K phần tử trong N phần tử không tính thứ tự. Đơn giản thế thôi. Tức là A là có tính thứ tự, C là không có tính thứ tự. Đấy em cứ nhớ đơn giản như thế. Ví dụ đây này, thầy ví dụ luôn này. Có bao nhiêu cách chọn các bông hoa được chọn một cách tùy ý. Tức là nó chả tính thứ tự gì cả thì thằng này sẽ dùng C. Đấy, còn nếu nó bảo là lấy bông hoa ra xong rồi là tặng cho lần lượt từng bạn một thì đấy là lấy là A đó.
Đúng rồi, 10C7. 10C7. A27 á. Câu này sẽ là 10C7 à, C7 10 đấy. Tức là đây chúng ta lấy 7 bông hoa trong tổng cộng 10 bông hoa. Đây có tổng cộng là 10 bông hoa, lấy 7 bông hoa tùy ý, không tính thứ tự gì hết thì là C7 10. C7 10 bao nhiêu thầy không biết, mà mình tính biết. 120. Ok nhá, 120 nhá. Đấy đúng 120 rồi. À đấy, cho bạn nào không biết nhá thì nếu mà bấm C thì là bấm ở chỗ này này, cũng là shift nhá. Đây này, em bấm là 10 này, shift này. Chia nhá. Là C 7 đó, ok nhá. Ủa cái này thầy nói em biết là ngày xưa mà thầy lúc mà hồi đèn máy tính các kiểu nó còn kiểu gọi là không gọi là như bây giờ ấy. Đấy, mà cái này không không dạy không biết đâu. Bây giờ các bạn thạo lắm. Câu B nào, có bao nhiêu cách chọn sao cho có đúng một bông hoa màu đỏ? 7 bông hoa mà chỉ có duy nhất một bông màu đỏ thôi. Thì có bao nhiêu cách hả game? Mấy bài này nó cũng dễ à. Ôi, lý khó hơn toán à em? À file thì có ở trên page nhá em nhá, có file có ở trên page luôn, em ra page phát là có luôn nhá. Đấy. Em ra page nhá, em ra page và em kéo xuống dưới cái kéo xuống 1 2 cái là có à chết rồi, không có file. Sorry game, đấy nó chỉ có ảnh thôi. Ok em tí dậy post file lên ở ở đấy nhá. Tí tí dậy post file cho. Vẫn ở ở trong cái phần comment của cái bài post đấy nhá, thì sẽ có file nhá. Quên để chưa post. B là có 4 rồi á. Sao có 4 thôi? Ít thế à? Ờ, à, cũng đúng. Đúng rồi, ok chuẩn, có 4 cách thôi. Thì nếu mà các em muốn có một bông màu đỏ thì các em lấy là C14. Đúng chưa? Lấy một bông trong 4 bông màu đỏ không tính thứ tự thì là C14. Và bây giờ các em phải chọn lấy 6 bông còn lại, nhưng mà rất tiếc là tổng còn lại cũng chỉ có 6 bông. Nên chỉ có đúng một cách chọn thôi. Như vậy thì là nó sẽ là bằng 4. Đúng rồi. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 3 bông hồng, màu vàng và ít nhất 3 bông màu đỏ. 3 bông màu vàng, 3 bông màu đỏ em ơi. Bạn nào mà muốn lấy file tốt nhất là tí inbox cho thầy nhá. Thầy gửi file cho. Tại vì lên page thì có khi các em không tìm được. Nào các em ơi, cho thầy một cái đáp án đi. Có bao nhiêu cách chọn sao cho có ít nhất 3 bông màu hồng, màu vàng, 3 bông vàng và 3 bông đỏ. Có ít nhất 3 bông màu vàng mà ở đây chỉ có đúng 3 bông màu vàng. Lừa đảo thật sự. Nào câu của em ơi, câu 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 C nào. Câu C nào các em ơi. Hôm nay cố gắng là thầy giới thiệu qua, còn các buổi sau mình sẽ còn phải luyện tập nhiều về phần này. Nó liên kéo dài đến phần xác suất luôn, thực ra xác suất y để thôi chẳng khác gì cả. Mình sẽ kéo dài lên thêm về phần xác suất một tí. 13 này, có bạn nào có đáp án khác không? Bạn nào có đáp án khác bạn Duy Anh không? Bảy mươi phải không ạ? À? Thầy biết đâu. Rồi giải nhá, xem này. Ba bông hồng màu vàng thì tức là mình sẽ lấy là gì? 3C3 đúng không? Lấy ba bông màu vàng thì là 3C3. Đấy là C33 đấy. Tại thực ra có đúng ba bông màu vàng thì chỉ có một cách để lấy thôi, thực ra là như thế. Và ít nhất ba bông màu đỏ. Đấy, thế thì mình sẽ chia ra hai trường hợp, trường hợp một là gì? Có đúng ba bông màu đỏ. Trường hợp 2 là gì? Có 4 bông màu đỏ. Đó. Thế 3 bông màu đỏ thì tức là C34. Em lấy ra 3 trong 4 bông. Được chưa?
Và tất nhiên là một bông còn lại thì phải là bông hồng trắng rồi, như vậy nó sẽ là C1 gì? C13. Trường hợp thứ hai là sẽ có bốn bông màu đỏ thì mình sẽ có là C33, vẫn là ba bông vàng nhá. Nhân C44 tức là bốn bông màu đỏ nhá. Hết rồi. 7 bông luôn rồi, 7 bông rồi, như vậy là hết rồi, không còn chọn bông trắng được nữa. Tổng hai này bằng bao nhiêu? Mười ba em ạ, chính xác. Ôi trời, thấy con số 13 là đẹp đấy kìa, chuẩn luôn nhá. Bạn nào ra đáp án 13 là nhất trí luôn nhá, nhất trí. Bài hai nào, bài hai nào, phần phân công xếp đồ này phải nghĩ là dễ hơn phần chọn số. Chọn số nhiều bài khó lắm. Một lớp có 20 nam và 26 nữ, giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra một ban cán sự lớp gồm 3 người, hỏi có bao nhiêu cách chọn nếu trong ban cán sự có ít nhất một nam. Nào các em ơi, câu 2 nào, cho thầy xin đáp án câu 2 đi. Mười bốn sai rồi em ơi, có 13 thôi. Em chia trường hợp, thầy chưa kịp đọc, không cần xóa có 10 đâu em ạ, sai thì mình rút kinh nghiệm thôi, không không ảnh hưởng gì đâu em ạ. Thực ra ấy là bài này nhá, sai các em thoải mái nhá, sai không ảnh hưởng đâu, ở đây không ai dám nói gì em đâu nhá, ngoài thầy. Ở đây thực ra là thầy chia hai trường hợp, trường một là gì, ba vàng đó, và ba đỏ, một trắng. Đấy, thầy viết ra đây không lại có nhiều bạn thấy là không hiểu. Trường hợp 2 là gì? 3 vàng, 4 đỏ. Đó. Tại sao luôn luôn là chỉ 3 vàng? Bởi vì là không thể nhiều hơn 3 bông vàng được, nó chỉ có 3 bông màu vàng thôi em ạ. Đấy. Ở đấy lúc nãy có bạn hỏi là thầy ơi, thầy làm bài toán về xác suất chọn người yêu đi, thì lần trước đã có bạn hỏi thầy rồi, thầy bảo là bây giờ mà thầy ra cái bài toán đấy mà em thấy có tỷ lệ nó thấp quá, em mất niềm tin vào cuộc sống thì chết dở các em nhá. Thế là thôi, cái bài toán đấy để bọn em tự giải. Tức là kiểu nếu mà cho dù ấy nó thấp ấy mà các em không biết tỷ lệ thì các em vẫn còn hy vọng đúng không? Nhưng mà các em biết tỷ lệ nhiều khi em thất vọng. Thế là chúng ta không nên làm những cái bài toán như vậy. Giống kiểu việc em đi thi ấy, em không học gì, em chọn bừa 50 câu. Nếu em chưa biết điểm em vẫn sẽ có hy vọng. Khả năng là mình chọn bừa cũng thiên tài đấy. Mình có thể được 5-7 điểm đấy, thậm chí là nếu mà mình gọi là người gọi là siêu may mắn thì mình có khi được 8-9 điểm đấy. Nhưng khi trả điểm rồi thì em sẽ chả còn một cái hy vọng gì nữa cả. To vậy à? 12.580 các bạn ra giống nhau thì thầy nghĩ là khả năng là đúng rồi. Bạn qua có lối đi riêng à em? Được em. Có, người ta nói là gì, giáo viên chủ nhiệm cần chọn một ban cán sự gồm 3 người. Bài này em có hai cách làm. Cách thứ nhất là liệt kê. Đấy, cách thứ nhất là liệt kê. Đấy, liệt kê, kê là gà đấy các em. Cách thứ hai là phân bù. Đó, ở đây nó sẽ có hai cách nhá. Đó, liệt kê thì chúng ta sẽ thấy này, liệt kê thì tức là trong ban cán sự có ít nhất một nam thì các em sẽ có là có 3 cách, là một nam, hai nam và ba nam. Nếu có một nam thì các em thấy là C1 gì, lấy trong nam là 20 nam, nhân đã là một nam thì còn lại hai phải là hai nữ, như vậy là C gì, 2 của 26. Cách thứ hai là hai nam thì tức là C2 của 20 nhân với cả C1 của 26. Và cách cuối cùng là gì, có ba nam tức là C3 của 20. C3 20 thì hết rồi, chả còn nhân cái gì nữa cả. Đó, bằng bao nhiêu? Lấy phần bù thì các em lấy là gì, mình sẽ chọn không bất kể nam hay nữ, mình chọn tất cả. Các em lấy là 30 trừ C3 của tổng hai này, tức là C3 của 46. Tổng hai này là 46. Thầy trừ đi cái trường hợp chả có bạn nam nào cả. Chả có bạn nam nào cả, như vậy thì nó sẽ là C3 của 26, tức là thầy lấy 3 bạn toàn nữ. Và nó sẽ ra kết quả. Đó, bấm máy tính xem ra kết quả là bao nhiêu. Mười hai nghìn năm trăm tám mươi, tính như là giống hệt các em tính ra đó.
12.580, chính xác rồi, cả hai con này đều ra thế nhá, 12.580. Bạn Duy Anh sai này, sao lại trừ đi thêm cả 20C3 nữa, sai nhiều quê quá. Không sao em, các em phải hiểu này. Đấy, sau này em lên đại học em sẽ học một môn gọi là triết học nhá, trong khi thầy lan man chém gió về triết học thì các em giải giúp thầy câu B nhá. Đấy, trong trong triết học ấy thì người ta có một cái đó là gì, một sự vật hiện tượng thì luôn luôn là tổng hòa của hai mặt trái ngược đối lập nhau. Đấy, nói chung là đơn giản mình có thể hiểu như thế, tức là sao, tức là có đúng thì phải có sai. Đấy, có vui phải có buồn, có hạnh phúc thì phải có đau khổ. Thế nhiều bạn này cứ nhiều người cứ mong ước mong là gì, cuộc đời mình chỉ toàn là hạnh phúc thôi. Thế là khi mà các em ấy mà lúc nào các em cũng trải qua hạnh phúc ấy thì lúc đấy hạnh phúc lại không phải là hạnh phúc nữa rồi, tại vì em thấy là nó là một chuyện quá bình thường lúc nào cũng xảy ra đó, thì các em sẽ thấy là nó rất là bình thường. Đây, nói một cách đơn giản như này cho em dễ hiểu nhá, một bạn học rất là tốt, bạn ý lúc nào cũng được 10 điểm, 90 điểm, đấy, 10 điểm hết thì chắc hơi khó. Đấy, thì bây giờ chẳng hạn như bạn ấy là bạn ấy lúc nào bạn ấy cũng được 90 điểm. Thì bạn ấy được một con 10 bạn ấy có quá vui không? Bạn ấy vẫn bình thường. Tại vì sao? Ngày thường chúng ta được 10, hôm nay ta được 10, đấy là chuyện hiển nhiên, chả có cái gì đáng nói cả. Nhưng mà chỉ cần bị một con 7 thôi sẽ rất là buồn. Đấy, rất là buồn. Và cái nỗi buồn nó rất là lớn, trong khi nhá, một bạn học dốt. Suốt ngày không thôi học dốt học khá đi. Suốt ngày 6-7. Ừ, hôm nay ta 6, ngày mai ta 6, ngày kia ta 7, đấy, chả sao cả. Thì chỉ cần bạn được một con 10 thôi, bạn sẽ cực kỳ gọi là vui luôn. Ui, hôm nay vui lắm. Nhưng mà bạn được một con 7, bạn có buồn không? Bạn cũng thấy bình thường thôi, chả sao cả, nó như bình thường mà. Thế là thầy đấy là ấy, nếu mà mình không sai ấy, thì không bao giờ mình có thể hoàn hảo đúng được hết đâu. Bây giờ mình cứ sai đi, là sai trong phần cho phép thôi nhá. Thế nên là các em thấy là sai là chuyện bình thường, không có gì giấu việc mình sai, là mình sai mình sửa thôi. Đừng sai trong bài kiểm tra là được. Toàn ngoài lúc khác thì sai thoải mái. 11.444 là đáp án của câu B. Câu này thì các bạn giống nhau hết. À, câu B à? Ừ, ok. Thật bảo sao thì không nhìn thấy. Ok nhá. Như vậy câu B thì thấy là các bạn giống nhau hết rồi. Thì ở đây mình sẽ tính ra giống phần trên thôi. Mình lấy phần bù thôi. Ban cán sự này có cả nam lẫn nữ thì mình lấy là gì? Lấy phần bù cho dễ nhá. Cách chọn mà không kể nam nữ này. Cách chọn gồm có 3 nữ này. Và cách chọn gồm có 3 nam này. Kết lại. Thôi, thầy sẽ chép đáp án các bạn nhé. Chắc chắn là đúng rồi. 1, 1, 4, 4. Không. 11.444. Ok, bạn Ánh Mon làm cũng đúng. Em có thể sử dụng phép liệt kê cũng được. Liệt kê tức là gì? Có cả nam lẫn nữ thì sẽ là có hai trường hợp. Một nam, hai nữ. Một nữ, hai nam. Nhưng mà chú ý này. Nếu mà ở đây người ta chọn nhé. Người ta chọn ở đây nhé. Thay vì ở đây ấy mà người ta chọn là gì, 3 người thì thay thành 10 người, thì với câu hỏi B này ấy, các em phải làm cho thầy theo cái phương án là gì, phần bù nhá. Chứ còn liệt kê quả 10 người thì hơi bị mệt luôn. Em lại liệt kê, em ngồi em tính là gì, 1 nam 9 nữ, 2 nam 8 nữ các kiểu kiểu kiểu, thế thì cực kỳ mất thời gian luôn. Nên là các em hãy gọi là gì, hãy tinh ý trong việc là sử dụng phần liệt kê hay là phần bù nhá. Mình tinh ý một tí thì nó sẽ hay hơn nhá. Ok nha. Rồi câu 3 đi. Đốt câu 3 thì chúng ta sẽ chuyển sang dạng cuối cùng. Thì nói qua về dạng cuối cùng một tí. Độc nam độc nữ, đúng rồi. Lấy độc nam độc nữ là mình sẽ áp dụng cho cái trường hợp mà nó cho quá nhiều người thì mình sẽ phải lấy độc nam độc nữ ra. Câu số 3 đi. Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 em, trong đó có 7 em là khối 12, 6 em khối 11, 5 em khối 10. Tính số cách chọn 6 em trong đội tuyển đi dự trại hè sao cho mỗi khối có được ít nhất một em. Mỗi khối có một bé nào các bạn ơi. Tính số cách chọn 6 em mà trong trong đội đi dạng dự mà có ít nhất là một em được chọn.
Liệt kê như vậy thì mắc mệt đấy ạ. À, đúng rồi, đôi lúc anh liệt kê nhiều quá mệt mỏi tay á, chịu. Nhưng mà có những bài bắt buộc liệt kê rồi, thầy gặp có cái bài mà nó phải liệt kê tầm khoảng gần 10 trường hợp chết thôi đấy. Nhưng mà cách giải nó chỉ có cách đấy, thế mới chết được ạ. Ngồi liệt kê xong rồi về, xong rồi đếm sai một trường hợp thế thôi, kết quả sai hết luôn. Cái gì đây, 18C8. Rồi nhiều này đọc rồi cũng chết em ạ. Câu 3 là 15.454, số đẹp như vậy hả? Các em ơi, câu 3 đáp án là gì nhỉ? Các bạn nào có đáp án khác được không? Các bạn nào có đáp án khác không nhỉ? Thử đi các em, thử đi. Thầy đang đợi các em thử ra đáp án đây, xong rồi thì mình sẽ được chưa? Mười bảy nghìn tám trăm tám mươi năm. Ok, nào còn bạn nào có đáp án khác nữa không? Tính số cách chọn 6 em đi dự trại hè, sao cho mỗi khối có được ít nhất một em được chọn đó. Em đổi lại là 15.254, 40.648. Nào còn bạn nào có đáp án nữa không? Mấy bạn lúc nãy đâu rồi, có bạn nào đáp án không? Tôi để xin cái đáp án đi đấy. Đề bài nhá, là có 18 em, trong đó 7 em là khối 12, 6 em khối 11 và 5 em khối 10. Làm sao chọn được 6 bạn mà trong đó mỗi khối thì được ít nhất một em được chọn. Mỗi khối là một em được chọn. Ít nhất nhá. Ít nhất là có một em. Nhiều cách lắm nhé, thầy nghĩ là nhiều cách lắm nhé. Em lấy phân bù à? 18C6 trừ đi trừ 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 rồi này chết em. Ở đây nhá em nhìn này, người ta nói là chọn 6 em trong đội đi dự trại hè, sao cho mỗi khối có ít nhất một em được chọn. Tức là sẽ phải có một em khối 12, một em khối 11 và một em khối 10. Thế thì tại sao mình không chọn trước đi? Bây giờ nhá, thầy chọn một em ở khối 12. Thầy chọn một em ở khối 12 thì có mấy cách chọn rồi em? 7 cách chọn. Có 7 bạn khối 12 mà. Như vậy có 7 cách chọn em ở khối 12 nhá. Thầy chọn một em thì có 7 cách, được chưa? Thầy chọn tiếp một em ở khối hoặc là C17 đi. Mình viết theo C đi, C17 này. Thầy chọn một em ở khối 11 là C16. Thầy chọn một em ở khối 10 là C15. Như vậy thầy chọn được 3 em rồi đúng không? Còn 3 em còn lại thầy chọn bất kỳ. Thầy chọn bất kỳ. Như vậy chắc em sẽ đúng. Bởi vì sao? Thầy chọn bất kỳ ở trong các em còn lại, lấy ra 3 em nữa là đủ với cả các em này rồi. Thì mình sẽ nhân lại cái gì? C3 của bao nhiêu? Các em thấy là có 18 em. 18 em rồi. Thầy đã lấy ra 3 em ở mỗi một khối, là một em khối 12, một em khối 11, một em khối 10. Như vậy mất 3 em, như vậy còn 15 em. 15 em này thầy lấy ra 3 em bất kỳ. Thầy lấy ra 3 em bất kỳ. Như vậy là đủ rồi. Tại như vậy thì bởi vì chắc chắn là thầy sẽ có một em khối 11, một em khối 12 và một em khối 10. Còn lại 3 em còn lại thầy lấy bất kỳ. Trong 15 em còn lại là xong. Mình không cần phải đi chia trường hợp. Em đã giải xong bài lý rồi á. Thầy thấy em đi có mấy phút mà đã giải xong được bài lý rồi. Nhanh vậy sao? À. Lý có bạn nào học đến giao động điều hòa chưa?
Điều em học về giao động điều hòa thì chắc là em học về lớp 12 rồi. Em mà là học đến giao động điều hòa rồi thì em phải học đến lớp 12 rồi đúng không? Ok chưa? Xong nhá. Ok nhá. Còn phải nghĩ là nó to lắm, nhân ra làm cái gì đâu. Chả nhân ra làm cái gì cả. Tính như thế này có bị lặp không nhỉ? À, có 5 câu vận dụng cao à? Ok nhá. Bài này nếu mà em đi xét trường hợp thì em xét thế nào? Có tận 6 em cơ mà. 6 em thì làm sao em xét được trường hợp? Một nếu em xét trường hợp thì nhiều lắm, làm sao mà xét được một trường hợp nhỉ em nhỉ? Tôi nghĩ là mình không thể xét được cái một trường hợp đâu. Ok nhá. Thôi tiếp đi. Mình sẽ sang cái phần dạng hình học đi. Dạng hình học đi. Cái dạng này thì nó hơi khó một tí, thầy sẽ nói qua một xíu thôi. Thì nó qua một xíu thôi. Dạng số 4 là dạng hình học đi. Chọn cứ chọn cặp hai khối một á, nhưng mà vấn đề là ở đây thì nếu mà thầy thì ở đây thầy không biết là, thầy thầy đang nghĩ là nó có thể trùng ấy, thì nếu mà có thể trùng ấy thì mình sẽ xét theo cái trường, mình có thể làm theo một cách khác, mình có làm theo một cách khác đấy là em lấy C8 tức là C6 của 18, tức là lấy 6 em trong 18 em bất kỳ nhá, trừ đi là em lấy là 6 em trong cùng một khối và 6 em trong hai khối. Đó. Thì mình cũng có thể làm theo cách đấy. Nhưng mà cách đấy nó vẫn khó em ạ. Cách đấy vẫn khó, tại vì 6 em ở trong hai khối thì nó rất là nhiều trường hợp. Bởi vì là nó không, vì em ví dụ nhá, 6 em trong hai khối, khối 10, khối 11, em lấy 6 em cũng rất là khó. Lấy 5 em với một em lấy các kiểu, nó nói chung là nó sẽ rất là khó đấy, không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Không, trừ đi hơi khó em ạ. Bài này bạn Việt Anh bạn em mà lấy từ hai khối nhá, lấy từ hai khối thì cũng rất là khó, bởi vì nếu mà em lấy từ hai khối nhá thì ví dụ là khối 7 lấy từ một khối và hai khối thì thế phải xét khá là nhiều trường hợp đấy. Bình tĩnh nhá, thầy xem nếu mà cách này nó lặp thì mình trừ đi lặp thôi, mình xem nó lặp ở chỗ nào đó. Tính số cách chọn 6 em, kép đợi xíu nhá, làm phần bù thì cũng được, làm phần bù cũng ok. Từ từ nhá, để thầy xem cách nào nó hợp lý nhất nhá. Xíu.
Ok, như vậy mình làm phần bù đi, phần bù thì có vẻ là chính xác hơn, đúng không? Ok, như vậy thì mình sẽ sửa lại nhé em nhé. Như vậy mình lấy phần bù đi. Mình lấy phần bù thì ở đây nhá. Mình sẽ dùng phần bù đi. Thì thế nó mới chính xác được các bạn. Như này nó sẽ bị lặp mất. Đầu tiên là lấy tổng này. Lấy tổng là C6-18. Được chưa? C6-18. Là lấy 6F bất kỳ cho 18F. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ lấy là, đúng rồi, mình sẽ lấy ra như thế này. Đầu tiên là gì? 6M chỉ ở cuối 12 với cả 11 đi. Đấy, 12 với 11 thì nó sẽ có là 13M. 13M, đúng không? 13M thì các em lấy hai em bất kỳ C2 của 13. Đó, tương tự như thế. Ok, làm như này sẽ hợp lý hơn đấy. 12 và 10 này. Thì em sẽ có là C2 của 7 với cả 5 là 12. Đó. Và 6M cuối cùng là ở cuối 11 với 10. Thì nó sẽ là C2 của 11. Ok. Xong lấy tất cả này trừ đi. Ok, này mình chính xác nhá. Mình tính như này sẽ bị lặp em ạ. Mà lặp như này đi trừ đi cũng chết. Như vậy các em trừ đi giúp cho thầy nhá. Từ từ để thầy trừ đi xem nào. Từ từ một xíu. Đấy, nói chung là mấy cái bài này mà chúng ta mà em thấy là chúng ta không gọi là chú ý một cái là cũng có thể sai ngay thôi. Sau khi các em viết nhầm em ạ, rõ ràng thầy nói là 6M mà thầy viết là 2. Sau khi các em nhé. Bạn nào thắc mắc thì chắc là sẽ có bạn thắc mắc ở đây thầy viết là 6 cùng thầy quay ra viết đây thành 2, dị thật, hiểu được sao luôn. Ok, chính xác. Ừ, em còn chia đầy đủ từng trường hợp ra như thế nữa luôn. Được em chia vậy cũng được. Tất cả 12, tất cả 11, 11, 12, xong rồi là các kiểu. Ừ, được. Mình chia nhỏ nhỏ lẻ lẻ ra như vậy được. Ok, từ từ đợi một xíu nhé các em nhé. Đấy, bài toán cũng lằng ngoằng thật sự luôn. Mình lấy như này đã đầy đủ trường hợp chưa? Nếu mà lấy ba trường hợp như này đã đầy đủ trường hợp chưa các em? 6 em bất kỳ thì ok rồi này. 6 em chỉ ở 12 hoặc là ở khối 11 thì là C6 13 thì ok. 6M mà thuộc khối 12 và khối 10. C6 12. Có ok không? Có 5M ở khối 10. Cái này vẫn lặp các em ạ, cái này vẫn lặp, mình vẫn phải trừ tiếp. Này mình có thể trừ tiếp. Tại vì nếu mà em chia ba trường hợp như này nhá, chia ba trường hợp như này thì sẽ có lặp. Chỗ này sẽ có lặp, mình phải trừ tiếp đi một tí. Đấy, nếu không thì phải chia giống như bạn Trọng Quỳnh ấy, chia đúng như bạn Trọng Quỳnh thì ok. Đấy. Phải trừ tiếp. Này lặp lặp ở đâu đây? Thầy nói các em thấy này.
Ở đây có lặp này, đây có lặp này. Bởi vì là 6 em này chỉ ở khối 11 và 12 nhá, thì nó sẽ có cái trường hợp là 6 em chỉ rơi vào đúng khối 12. 6 em chỉ rơi vào đúng khối 12. Tức là ở đây là nó sẽ có cái trường hợp đấy, nó sẽ là C67. Đúng không em? Thì cái trường hợp mà khối 12 và khối 10 này, nó sẽ lại rơi vào cái trường hợp, có một cái trường hợp là gì? Chỉ có, sẽ có mà 6 em chỉ rơi vào đúng khối 12 luôn, thì nó sẽ lặp ở trường hợp trên. Đấy, các em hiểu không? Mình phải trừ trường hợp này đi. Như vậy chỗ này mình phải trừ đi C67 nữa thì mới đúng được. Nếu không thì chắc chắn là sẽ bị đấy. Và tương tự cái dưới này thế. Cái khối 11 này này, nó cũng sẽ có một cái trường hợp là chỉ rơi vào 6 em ở khối 11 là C66 đấy. Thì cái thằng dưới này cũng thế, nó sẽ có một cái trường hợp đấy. Mà mình đã tính cái trường hợp đấy ở cái trường 1 này rồi, thì mình phải trừ một cái trường hợp đấy ở trường dưới này đi, trừ C66. Thế này thì mới đúng. Đấy, tức là lấy C16, 18 trừ đi tất cả tổng của này. Ok nhá. Nên là này chắc là đúng rồi. Để sai nữa. Cái này sẽ ra là đúng đấy. Thế thì các em tính ban đầu đúng đấy. 15.454 thì sao? Ok nhá. Đấy, sorry các em nhá. Thầy không để ý phát là sai ngay em ạ. Thầy như các em thôi. Nói chung phần này rất là ảo. Mặt mình tính lặp ở đây nhá, cái lặp này nó cũng rất là khó nhận biết nếu mà các em chia như thế này. Còn nếu mà chia như bạn Trọng Quỳnh ấy là thì chắc là không bị nhầm được đâu. Tức là chia 6 em chỉ ở khối 12, 6 em chỉ ở khối 11, 6 em ở cả hai khối các kiểu như vậy ấy, thì khả năng nó sẽ khó lặp hơn. Đúng rồi, phải trừ đi thêm hai phát nữa thì mới chuẩn. Ok nhá. Thôi bỏ qua cái bài này đi, thầy nói qua một xíu về phần hình học. Thôi, vấn đề nào phải để sau đi. Bây giờ nói qua nói lý thuyết xong rồi lại lại phải nói gọi là ấy thì nó dài quá. Thôi, bây giờ mình thử làm bài viết bi đi xem có dễ không. Còn hai bài mình làm bài viết bi đã xem nào. Một hộp đựng 8 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 3 viên bi màu vàng. Đấy, có hỏi bao nhiêu cách để chọn từ hộp ra 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ. Ok em ơi. Câu 5 này thì làm như nào em? Các em chọn từ hộp ra 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ. Thì các em cho thầy xem là chúng ta sẽ làm như này. Giải mấy bài này mệt hết rồi các em ạ. Nói chung cái phần này là cái phần mà thầy thấy là học hành học rất là phải suy nghĩ nhiều ấy. Suy nghĩ nhiều, tính toán thì ít, tính toán rất là ít. Cả bài các em tính có 2-3 phép tính. Nhưng mà nghĩ thì gọi là đau đầu. Đấy. Chứ không đơn giản. Nói chung là nhìn tại vì tại sao nhìn ra cái lặp đấy thì nó thật là các em cứ làm nhiều các em nhìn thì mình cứ nghĩ tất cả các trường hợp trong đầu ấy mà các em cảm giác là nó bị lặp ấy thì phải kiểm tra lại kỹ đấy. Lúc đầu thầy không chú ý, thầy cũng nghĩ là nó không lặp, nhưng mà lúc mình nhìn lại thì đấy nó sẽ bị lặp ấy. Bị lặp thì mình trừ đi cái lặp là ok, nhưng mà đôi lúc chả nhìn ra đâu. Nếu mà không nhìn ra thì làm sao, thì sai thì các em làm thì đôi lúc là các em sẽ thấy là khi mà ra cái kết quả mà cảm thấy nó không chuẩn ấy thì các em có thể để gọi là kiểm tra lại bằng một biện pháp khác kiểu như thế thì mình sẽ dễ làm. Đúng rồi, 400 400 400. Có bạn nào các bạn khác không nhỉ, xem nào. Thầy đọc đề xong thầy vẫn chưa nhớ đề đâu. 8 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng, chọn 4 viên bi sao cho số bi xanh bằng số bi đỏ. Số bi xanh, chọn 4 viên mà xanh bằng đỏ. Ở đây các bạn chia ra là gì? Một xanh, một đỏ, hai vàng và hai xanh, hai đỏ. Ừ, câu này có vẻ dễ hơn câu trên nhỉ? Câu này mình chia ra thôi. Mình chia trường hợp thôi. Mà cái trường hợp này nó rất là ngắn. Trường 1 đúng đấy. Hai xanh, bi xanh bằng bi đỏ thì là hai xanh, hai đỏ đi. Đúng không? Hai xanh, hai đỏ là chính xác rồi. Hai xanh, hai đỏ thì dễ rồi. Đó. Hai xanh, hai đỏ thì chúng ta sẽ có là gì? Bi xanh là có 8 viên. Đấy, như vậy là hai xanh tức là C28. Không lấy thứ tự mà.
đi đỏ là có 5 viên, như vậy là C2 5. Rồi, trường hợp 2 đi. Trường hợp 2 là một xanh, một đỏ. Đã một xanh một đỏ rồi mà muốn tròn hai viên nữa thì phải là hai viên vàng rồi. Ok, như vậy thì đằng này sẽ là một xanh là C1 8 nhân C1 5 nhân C 23. Rồi cộng 2 này lại thì sẽ sinh ra được đáp án. Đó, bấm máy tính đi, sẽ được bao nhiêu này? 8C2 nhân 5C2 cộng với cả 8 nhân 5 nhân 3C2 400 các em ạ. Chuẩn đó, 400 được. Chuẩn luôn các em ạ. Bạn nào ra 400 thì là ok đấy. Đúng rồi. Câu này thì 400 là chính xác, đáp án chính xác rồi. Thôi nốt nhá, mình nốt thử nốt câu 4 đi. Đã ấy rồi thôi thử nốt câu 4 đi. Còn mỗi một câu để lại làm gì, đúng không? Một lớp có 33 học sinh, trong đó có 7 nữ. Cần chia lớp thành 3 tổ, tổ 1 có 10, tổ 2 có 11, tổ 3 có 12. Sao cho trong đó mỗi tổ có ít nhất 2 học sinh nữ, hỏi có bao nhiêu cách chia như vậy? Đó các em ơi, 33 học sinh. Cái lớp mà có 33 học sinh mà chỉ có 7 nữ. Lớp này âm suy các bạn, Dương Thịnh âm suy quá. Không được, hay chết các bạn, quánh nhau chết. 33 học sinh mà có 7 nữ thôi, ít thế. Chia làm 3 tổ, mỗi tổ có 10 học sinh. Tổ 1 có 10, tổ 2 có 11, tổ 3 có 12. Và mỗi một tổ thì có ít nhất là hai bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chia? Liệt kê được nhỉ? Chắc liệt kê được. Câu cuối dễ vậy ta. Thầy ơi, lỡ số bi vàng nhiều hơn 4, nó có trường hợp không xanh không em? Người ta đã nói là như thế này, tức là ý người ta phải có bi bi vàng và bi bi đỏ. Đấy, phải có bi vàng. Ừ, thực ra là lấy ra không viên thì cũng bằng nhau đấy nhỉ. Nhưng mà không có trường hợp đấy nhá. Không không tính trường hợp đấy ạ. Bạn ý đang nói là trường hợp là lỡ, nhưng mà nếu mà thầy nghĩ là ấy, nếu mà người ta mà có ra cái bài mà lớn hơn 3 bi vàng nhé, thì người ta lúc đấy người ta phải nói rõ là bi bi đỏ với bi xanh này là có lớn không hay không. Tức là người ta khi mà ra đề ấy, thì sẽ tránh những cái trường hợp là nó bị tranh cãi các em ạ. Mình sẽ tránh tránh các cái trường hợp bị tranh cãi. Nếu mà mình để trường hợp bị tranh cãi thì là nó sẽ không hay, nó sẽ không hay. Bạn đặt câu hỏi cũng có cái lý của bạn ấy, đúng không? Nhưng mà trường hợp đấy nó không ấy thôi. Cái trường hợp đấy nó sẽ không xảy ra đâu. Đấy. Ra đề mà ra thế thì chết. Nào câu 4 nào các em. Bài này chắc liệt kê thôi, đọc qua thì khả năng là thấy là thì liệt kê rồi. Đúng không các em? Liệt kê thôi. Tại vì ở đây nó chỉ có 7 nữ thôi, nó tức là số lượng nó rất là hạn chế. Mà người ta nói là 3 tổ, mỗi tổ mà có ít nhất là 2 rồi thì tức là mình chỉ có mỗi trường hợp là 322, 232 và 223 đúng không? Thì mình liệt kê phát là xong. Chứ là bài này nếu mà nó có tầm 10 nữ thì chúng ta mới phải suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà 2 nữ thì liệt kê chắc là ok luôn. Đúng không? Các em liệt kê ở đây đi, liệt kê nhanh ở đây thôi. Câu này chắc là dài, các em chả thấy bạn nào nói đang gì cả. Thực ra câu này mình chia trường hợp thôi. Trường hợp 1 là gì? Tổ 1 3 nữ. 3 nữ. 2 tổ 2 và 3 là 2 nữ. Đó, là đủ 7 nữ rồi, hết rồi. Đó. Thì các em liệt kê ra rồi mình tính thôi. Bạn nào viết thầy cái kết quả câu này cả. Chắc là dài quá, chẳng bạn nào chọn nào viết đúng không? Thế các em thấy là tổ 1 có 3 nữ thì tức là C37 nhân với
tổ 1 là có bao nhiêu người? 10 học sinh mà lấy 3 nữ thì tức là còn 7 nam. 7 nam mà 7 nam thì tức là còn lại bao nhiêu nhỉ? 33 trừ đi cho 7 thì tức là còn lại là 26. Như vậy là C7 26. Đúng không? Có 10 bạn học sinh mà. Đúng chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta lại lấy thêm sang tổ 2. Tổ 2 là C24, bởi vì là chúng ta lấy ở đây 3 bạn nữ rồi, còn lại có 4 bạn nữ thôi. Thì nhân tiếp với cả C của ở đây lại 7, tức là các em lại trừ đi tiếp đấy. 3 bạn nữ, 7 bạn nam rồi. Như vậy ở đây là mất đi 7 bạn nam thì là còn 19 bạn nam. 19 bạn nam mà các em lấy ra đây 2 nữ thì còn 9 bạn nữa. Tức là mình sẽ lấy là 9 của 19. Đấy, 9 của 19. Còn cái đoạn bạn cuối này thì chỉ có một cách thôi. Tại vì sau khi mà các em đã chia hết các bạn vào hai tổ kia thì tổ cuối cùng còn lại là chuẩn luôn. Là một cách thôi. Tại vì tổng lại là đúng bằng 33 sau này mà, đúng không? Đấy, tổng lại đúng bằng 33, đây là cái số còn lại là chỉ là nhân 1. Giờ 2 tương tự em ạ. Tổ 1 là 2 nữ, tổ 1 cộng tổ 3 là 2 nữ. Đó. Tổ 2 là 3 nữ. Đó. Thì nó cũng tương tự như thế cả. Khó quá em đang nghĩ á. Thầy nghĩ là câu này không khó, câu này chỉ có dài thôi. Các em làm tương tự nhá, thì cũng như vậy thôi. Đấy, thì mình sẽ được cái kết quả ở đây nó sẽ là C27 này. Đấy, lấy 2 nữ mà nhân với cả C8 của 26. Nhân C8 26 là tại vì mình lấy 8 bạn nam trong 26 bạn đó. Nhân với cả C tiếp theo là gì? Tổ 2 là có 3 nữ đúng không? Là C35. Bởi vì lấy 2 bạn trong này rồi. Nhân tiếp theo nữa là C9. À đâu, C8 bởi vì là lấy 3 thì chỉ còn 8 bạn nam thôi. Của lấy 8 nam đây còn 18 em ạ, 18. Được chưa? Còn lại tất nhiên là nó cũng sẽ chỉ có 1 thôi. Nhá. Tiếp trường hợp 3 đi. Tổ 2 cộng 3. Tổ 2 cộng 1 là có 2 nữ, tổ 3 là có 3 nữ. Được chưa? Thì lúc này em cũng làm tương tự như vậy thôi. C27 nhân C7 của C826 chứ vẫn là C826 nhân tiếp với cả ở đây. Thì mình lấy cho tổ 3 đi, mình lấy thôi, mình lấy tổ 2 cũng được đúng không? C25 nhân với cả C2 thì tức là còn 9, 9 của 18. Tại vì đây lấy mất 8 bạn rồi còn 18. Thế xong. Còn tất nhiên rồi, đây là 3 trường hợp nên mình sẽ cộng 3 cái giá trị này lại. Đấy, mình lấy 3 là này cộng lại thì sẽ được đáp án thôi, nhưng mà chắc là bài này thì thầy không bảo mình tính ra đáp án đâu. Đó. Cộng tất lại. Cộng lại. Thì là bài. Chứ còn cái này dài lắm, bảo mình tính ra thì nói thật là nó cũng to ấy, chẳng thấy biết gì. Cứ để đáp án này nào. Ok nhá. Như vậy chúng ta đã giải quyết được xong cái phần này. Thực ra nó còn một phần nữa là, thực ra thì chia dạng bài này thì nó không phải là tuyệt đối đâu các em ạ. Chả cái gì tuyệt đối được với cái dạng tổ hợp xác suất này đâu. Thế nên là ấy, ở đây thì chia để cho mọi em gọi là dễ tưởng tượng và dễ hình dung hơn thôi. Đấy, các em về làm hết, làm nốt các bài còn lại nhá. Bài còn lại nhá. Buổi sau chúng ta lại là học tiếp, buổi sau chúng ta sẽ luyện tập tiếp. Đó. Sau khi hết các phần đơn giản thì sẽ đến các phần phức tạp sau. Phức tạp thì nó ở cái phần đề luyện tập đấy đã đăng sẵn trước rồi, thì các em có thể làm thử nhá. Rồi, buổi học hôm nay chúng ta dừng đây thôi. Đấy, chúc các em có buổi học vui vẻ và ngủ ngon nhá. Chào nhau cái rồi đi ngủ rồi các em ơi. Quay trưởng luôn, chào Văn Lươn nhá. Vào 2:04 bây giờ vào, chào thầy cái ơi được, chào em. Nào các em, chào nhau cái rồi đi ngủ nhá. Chào các bạn, thôi bọn em đi học đi, thầy đi ngủ. Ok nhá, thầy tắt like nhá. Chúc các em một ngày một buổi học vui vẻ nhá. Đó, nhớ là qua tuần thì nhớ là chú ý lịch nhá, chú ý lịch like thầy sẽ post lên nhá, thì chú ý lịch like nhá. Ok. Khi nào hình không gian hả thầy á?
chắc tuần sau ấy nó cứ đan xen nhau mà. Chào Cảnh Duy nhá, chào chào Văn Lượt nhá, chào Việt Anh nhá, chào tất cả các em nhá, thế ta like đây. Hình không gian ở buổi buổi sau nhá. À ở tuần sau.